Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Mạc Phàm, không có gì đi thôi. Thiên Sơn Chi Ngấn ở nơi cao hơn mặt biển. Người đến Thiên Sơn Chi Ngấn thật sự rất ít. Nơi đó có tình hình như thế nào chúng ta cũng không biết được. Cho nên trước khi xuất phát, tôi còn phải đi thu thập một vài tình báo trước. Cho tôi cái gì? Tiền, nếu không tôi lấy cái gì mà đi mua những tình báo có giá trị này? Ơi, tôi vừa mới để dành được chút tiền, đưa đây đi. Đi thôi. Mạc Phàm, Mạc Phàm, hả? Rốt cuộc bị sao vậy? Sau khi quay về, cậu vẫn luôn có gì đó sai sai. Ơi, tớ vẫn đang nghĩ đến người vừa nãy đụng phải trên đường. Từ khi ám nguyệt ngưng tình để tớ thức tỉnh ám mạch, tớ đã có một loại năng lực tiên đoán nguy hiểm mà người kia khiến tớ cảm thấy không được thoải mái. Lẽ nào là trên người của hắn có che giấu thứ nguy hiểm gì sao? Nhìn đi, là pháp sư thánh cùng. Bọn họ sao lại xuất động rồi? Có phải là có tình huống gì khẩn cấp hay không? Đi thôi, chúng ta cũng đi xem thử. Tên đó thật sự là to gan bằng trời, lại dám trực tiếp xông vào thánh thành của chúng ta. Còn cách thánh cung gần như vậy, tìm thấy hắn trước rồi tính. Lần này không thể nào để hắn chạy trốn được nữa. Muller, tài giáo, ông chắc chắn là hắn chính là đang ở gần đây chứ? Tôi có thể khóa được vị trí đại khái của hắn, nhưng mà hình như còn có một người dị đoàn hiểm nghi đang ở gần đây. Tà giáo, đây không phải là chức vụ của dị tài viện hay sao? Dị tài viện trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua. Bọn họ cùng với Thánh Tài Viện là những tổ chức có quyền uy ở trên cả Hiệp hội Ma Pháp. Không giống là dị tài viện giám sát không phải là pháp sư bình thường, mà là hiện tượng thần bí và người nắm giữ sức mạnh thần bí. Vậy người của bọn họ sao lại chạy đến đây? Cậu là ai? Có vấn đề gì không? Trên người của cậu có ấn ký của dị tài viện chúng tôi. Ấn ký? Có ấn ký thì chứng tỏ cậu là người dị đoan hiểm nghi. Trước đây cậu có bị thánh tài viện xử lý qua đúng hay không? Trải qua định đoạt của thánh tài viện và sở dị đoan không hề chứng minh Mạc Phàm sát hại Kim Diệu pháp sư. Ban đầu chỉ nói mình đi thánh tài viện cho đúng quy trình, sao bây giờ còn có ấn ký gì nữa? Cậu rốt cuộc là ai? Nhanh chóng nói rõ thân phận, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Mona tài giáo, người này là Mạc Phàm, là người nhà mà chúng tôi chọn. Ấy, thì ra cậu ta chính là Mạc Phàm. Đi theo tôi qua đó kiện, đi theo tôi qua đó tìm kiếm. Rõ. Hiền giả, là xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Sao đến ngay cả người của dị tài viện cũng xuất động rồi? Vốn dĩ lần này tôi đến thánh cung chính là vì muốn giúp đỡ dị tài viện và các pháp sư của thánh cung xóa bỏ một tên dị đoàn. Nhưng không ngờ vẫn chưa đợi đến khi chúng tôi hành động, tên dị đan kia ngược lại đã xuất hiện ở thánh thành rồi. Chúng tôi phải đem hắn truy nã hoặc là trừ khử trước khi ni thuật trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Ly thuật,